nó bảo cuối năm nó cưới vợ. Mười triệu. Mấy kia 10 triệu đúng không? Thế mấy triệu? Cháu mệt à? Dạ không ạ. Cháu hơi yếu sao? Bạn trai nhỏ chúng mày sao? Sao thằng Hoàng lại làm thế? Cô thật khó hiểu đâu ạ. Anh yêu cô bé đi. Cô bé yêu quá mà. Thế một mũi giá bao nhiêu? Nhìn thì con người thoải mái vậy. Nấm hương luôn. Tôi đi thực tập ở nước ngoài. Chưa kiểu nha. Tôi đã có kỷ luật lắm. Hả? Một vài tháng. Tôi không biết không? Ai là người công nhân của họ với công nhân của mình. Khác là một tấn với tôi. Nấm hương này mua ở đâu ngon nhỉ? Năm nữa thôi. Công nhân của mình sẽ không kém họ đâu. Về đi. Ai bảo cái gì lại nấu? Sao bảo cái này nhà ông Dương cơ mà? Tối hôm qua nhà ông Dương. Còn 10 năm thì lâu quá đấy anh ạ. Anh là tướng mà rỗ ai. Nghĩ làm gì cho mày đó. Nấm hương này ngon lắm mẹ ạ. Cứ đút là mồm tuột mẹ em. Chưa thèm nhai. Tớ cũng chả lý gì cả. Vô duyên quá. Anh xin lỗi, mày nói chuyện với anh chưa quá, nên quên khuấy đi mất là. Tôi buồn cười quá bạn, tôi xăm ở trên Shopee nhé, một lúc một phách. Có nghĩa là cùng một lai đúng không? Lúc thì giá 304, lúc giá 309, lúc thì giá 329, chịu luôn đấy. Em thương lại lần đầu. Đầu tiên tớ đã thanh toán, nói chung là không có lần mua xong tự tay thanh toán đúng không? Thế thì thanh toán xong lại gửi gửi ra lại thanh toán. Mình có nấm mỡ hay là nấm mỡ chứ? Đút vào mồm tuột mẹ. Nấm hương nó bẹp bẹp cơ mà. Nấm này nó cứ tù tù này. Chắc là nấm mỡ. Nhìn đi rồi.
Dạ. Báo cháu tí đi nhỉ. Danh ma kiểu này chứng tỏ là dân chuyên nghiệp. Không, anh ơi, em không phải là dân chuyên nghiệp mà nghiệp dư thôi ạ. May nó khô thế nhỉ. Cơm khô quá. Tôi được hỏi cậu ta một vài câu được không? Tất nhiên là anh cứ hỏi. Lấy nó cổ lên. Nghe tôi hỏi đây. Tuần trước cậu có dự buổi nói chuyện với giám đốc công ty không? Dạ có ạ. Ba cái nói hay ơi là cuốn mất bạn đi kìa. Hắn bạn đi kìa. Cậu có vô quyết tâm? Có vô nhất trí không? Nhiều con quá anh. Dạ có chứ ạ. Nhiều lắm. Ai mà chả hô à anh? Hết anh. Em biết. Em biết gạo lên đó chứ ạ. Bốn đứa chơi. Đã giúp phấn đấu giữ vững thành tích của công ty. Là cơ đầu của này. Mai Bảo Lộc không? Bọn này nó chỉ vui cho con vẹt thôi. Làm được cái gì ạ? Dạ. Cậu ăn trộm sắt. Cho nó rối hết tóc à? Em đang bẻ tóc ngựa ngựa thử tết bẻ. Ất xưa hết tiền lại phò phè hết tiền rồi không người bác sĩ bảo là có khả năng hết tiền rồi. Tôi thích chụp và chụp về, tôi xin em. Nếu mà tiêm được thì ngày mai với ngày kia là cực hình của chị Văn Dũng và của Trâm, 24/24. Tôi xin em đừng có. Tiêm xong rồi về mới tốt được đấy. Tôi xin em đừng có. Lắm lời quá. Em yêu nhau. Em mi nhỉ? Cần cái gì? Cần mấy miếng thịt để cho mi để tối nó về nó ăn. Toán bì đâu ý, ở bên nhà vẫn còn mà. Đây phần nào cái nó nữa. Thế ở bên nhà vẫn còn mà. Anh xin lỗi, dù không đáng được. Xin lỗi. Nào, lên xe đi, muộn rồi. Không hay bảo vệ anh nhìn thấy kìa, họ lại cười cho mi. Yêu nhau thế sao quyền giận ô thảo mai sợ điên. Này thì suy tình. Đâu ở đâu? Đang sợ đi. Đấy, rất khó kìa. Còn liên. Đi anh tí nhá.
Cho anh để giữ cho hoa tươi. Anh làm quá đấy. Không có gì ạ. Quá ghê. Anh nhiều bì cho collagen. Giống. Cảm ơn anh. Kỷ niệm này. Ngày gì? Ngày riêng nói à? Ngày bật hết bông hoa rồi. Ngày mai đây 30 năm. Em đẻ ra đời. À, sinh nhật em. Nói mẹ sinh nhật em kể mẹ nghe. Thế mà cứ 30 năm quen biết. Yêu con này 30 năm rồi. Cho đến tận bây giờ. Con này 30 tuổi. Cho đến giờ anh có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu. Thậm chí chẳng bao giờ anh quan tâm đến ngày đó. À, sinh nhật thằng này. Ủa? Thế là sinh nhật ai? Sinh nhật thằng này sao không thằng này lại tăng hoa hả? Sao hôm nay lại nhớ đến ngày sinh nhật này? Cái này gì mình ăn gì rồi mình tay lái luôn. Đúng ngày hôm nay anh muốn cầu hôn em. Chúng mình sẽ lấy nhau phải không? Anh chờ bên cạnh em. Hỏi lúc con này đang yếu lòng không, con này gật đầu rồi nè. Như là rút tay. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời. Ủa tùy ngữ người anh nhé. Đây em đây, cảm ơn em đã giúp đỡ. Chích mẹ rồi em không chịu, em không chịu. Cố gắng lên, thoải mái lên. Con kia đang rửa bát ở trong nhà, cứ suy vậy nó ra nó tát cho vỡ mặt ra. Quà nhưng thật e lắm khi biết là quà. Thôi, bỏ ra đi. Sao hai bọn này chia tay không? Đừng đuổi nữa. Kìa. Lan. Anh lại không nghĩ gì, chẳng qua những vì công việc nhưng mà thằng này bảo thủ quá. Không có nói ra thì có. Mẹ à đi. Biến, biến khỏi đời. Sắp cao hơn cái thằng kia. Cố lên con mà. Không. Anh bảo đưa điếu thuốc cho anh. Không. Đấy bắt đầu giận nhau rồi. Đấy chưa, quát âm bên gái là giận luôn rồi. Hút mẹ mày đi, hút mày chết mẹ mày đi. Vô cái thằng. Đấy chưa đuổi rồi. Thằng tao á, nghỉ. Yêu đương của anh kiểu thế, biết luôn. Quá. Em biết. Cái kiểu mày có được không có được, tao cũng thế. Luôn. Bây giờ mới tỉnh rồi. Lại ngồi xuống đây. Mày nó đứng nó hại hết.